Có nhiều bạn hỏi mình là nuôi hươu thì có cần nhiều diện tích không? Xin trả lời với các bạn là nuôi hươu thì cũng không cần nhiều diện tích quá đâu. Ví dụ như đây là một khu ở trại Nhung Hươu Việt ấy, tầm 100 mét vuông thì mình đã nuôi được 10 cặp hươu, tức là 20 con rồi. Tầm mình dành khoảng 40 mét vuông để mình làm sân chơi cho hươu, còn 60 mét vuông thì mình làm chuồng, và cứ mỗi chuồng thì tầm khoảng 4 mét vuông. Chiều dài 2 mét, chiều rộng 2 mét, thậm chí là chiều cao cũng 2 mét luôn. Ở dưới thì mình sẽ là xây bê tông, còn ở trên mình để thép B40 như thế này. Vừa sạch sẽ các bạn ạ, và rất là tiết kiệm về chi phí. Và khi mà chúng ta nuôi 10 cặp như thế này thì các bạn cần lưu ý giúp mình là chúng ta cần phải có vùng nguyên liệu để chúng ta trồng thức ăn cho hươu. Và chúng ta với 20 con này thì chúng ta cần tầm khoảng 1.000 đến 2.000 mét vuông đất để chúng ta trồng nguyên liệu cho hươu nữa là ok các bạn nhé.